Rồi phần đầu tiên phần 1 này. Thấy bao điều định nghĩa. Định nghĩa nhé. À, bình thường ấy, cái này này. Cái này nguyên hàm của fx dx nó bằng f lớn x đúng không? Đấy. Cái này nó là nguyên hàm. Nguyên hàm. Đúng không? Thì tích phân các bạn hiểu này, nó giống hết nguyên hàm thôi, nhưng thực ra nó thêm một cận nữa, tức là cái này này. Nó là từ A đến B. Tức là cái này gọi là cận dưới, cái B gọi là cận cận trên của fx dx. Nó bằng fx đấy. Fx thay cận từ A đến B. A đến B. Thì cái này bằng gì? Thực chất nó bằng gì nhỉ? Nó bằng f lớn B. Nó bằng cận trên trừ cận dưới. Đấy. Thì cái này người ta gọi là cái tích tích phân. Tích phân nhé. Ok chưa? Tích phân. Thì con hiểu này, thực ra thì nguyên hàm tích phân nó giống nhau thôi mấy đấy, nhìn cho thầy quan sát giống nhau này, là đầu tiên là thầy cũng phải tìm nguyên hàm của cái f nhỏ x là bao nhiêu, rồi sau đó thì thay thay cận từ a đến b. Đấy, thay cận từ a đến b bằng fb trừ fa, tức là mình vẫn phải tìm nguyên hàm rồi mình thay thay cận. Mấy hiểu vấn đề không nhỉ? Vẫn phải tìm nguyên hàm rồi thay thay cận thôi, nó không khác gì cả. Ok, thầy lấy ví dụ cho bạn hiểu định nghĩa nhé. Định nghĩa chỉ có vậy thôi, cái này là tích phân, nó không có định nghĩa mà. Đấy. Nó không có đề bản thân. Ok chưa? Thầy lấy ví dụ 1. Ví dụ 1 là tính các tích phân sau. Tích phân sau. Nào, câu Y1. Tích phân từ 1 đến 2 của 2x bình 2x đấy. Sang mẫu một bài đó, làm văn tự nha. Làm mẫu này. Có nhìn như thế này này. Đầu tiên là thầy đi tìm nguyên hàm của 2x trước. Nguyên hàm của 2x. Cái này quá dễ rồi. Nguyên hàm của 2x nó chính là x bình không? X bình cận từ đâu? Cận từ 1 cho tới tới 2. Đến đây thì thay số nào, cận trên cận dưới, thay 2 vào đây, thay 2 vào đây nó sẽ là 2 bình trừ đi 1 bình, đúng không? Kết quả của mình đúng không? Ok cho mấy đứa, 2 bình trừ đi 1 bình bằng 3 đó. Hiểu tích phân cho nhà mấy đứa nha. Rượu ok không? Dạ có ạ. Ừ. Ok tích phân nha. Rồi. Linh ok không Linh? Hiểu tích phân nha. Rồi, thì câu Y2 nhé. Câu Y2 này. Y2 nó bằng tích phân từ 0 đến 2 của 3x bình trừ 4x cộng 1 đấy. Đấy. Nào các bạn thử tự tính xem nào. Ra bao nhiêu? Tự tính một chút xem ra bao nhiêu nào. Để cho kết quả. Tự tính cho thầy nhé, thầy giao nhé. Để cho kết quả.
tính rồi thay cận vào thôi, rất là dễ. Giáp nào, cho thầy đọc cho thầy là nguyên hàm bên trong là cái gì á? Em được thấy nguyên hàm bên trong là x mũ 3 Rồi, trừ ok. trừ 2x bình Trừ 2x bình, cộng x cộng x, ok. Thay cận từ đâu? Cận từ 0, cận từ 2, đúng không? Dạ, mình thay 2 vào đây, nó sẽ là gì nhỉ? 2 mũ 3 là trừ 2 nhân 2 bình cộng 2, đúng không? Thay 0 vào là mấy? Thay 0 vào thì là không không, với cái khoảng bao nhiêu? bằng hai Hiểu chưa ra? Hiểu hiểu thức phân nha. hiểu rồi Ok, vừa lờ ok chứ vừa lờ. Hiểu không? Phanh D6, tích phân ok chưa? Nào, thế nó có i3 nhé, i3 đơn giản. I3 đơn giản. Cái phân từ trừ 1 đến 3 của quan trọng các bạn tính mới làm chuẩn là được chưa nhỉ? Trừ 1 đến 3 của chờ một chút, trừ 1 đến 3 của căn căn hãy cộng 4 đấy. Rồi, quan trọng tính mới làm chuẩn nha, tính mới làm chuẩn. Đưa đích về đu cho thầy. Nào, tính thành nguyên hàm nào, ánh nào, giúp thấy nguyên hàm bên trong nào, nhớ tính không? Cách tính là đưa về thẳng u đấy, u ấy còn nhớ không nhỉ, anh nhỉ? Bằng trừ 1 phần 3 này, 2x cộng căn 2x cộng 4 nữa là x cộng 4 mũ 1 phần 2 à. Dx mình đây là u này, u dx đúng không? Mình chuyển về dạng u du nó bằng d của gì? D của 2x cộng 4. Mình nhẩm ra ngoài nhá. D của 2x cộng 4 bằng 2x à. Đấy vậy, mình có dx sẽ bằng gì? D của 2x cộng 4 chia 2. Đây chia 2 này, đấy. Vậy vứt 1 phần 2 ra ngoài này. U mũ n tức là bằng 2x cộng 4 mũ 3 phần 2 cộng 1 chia cho 3 phần 2. Đúng không? Kết quả sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng thay cận vào cận từ trừ 1 đến 3. Rút gọn lại cho thầy sẽ bằng 1 phần 3 này. Nhân căn bậc 3 nhân căn của 2x cộng 4 kết cả mũ 3 cận từ trừ 1 đến 3. Thay số giúp thầy nào. Thay số giúp thầy ra bao nhiêu? 1 phần 3 này. Thay vào bao nhiêu nhỉ? Thay 3 vào 3 là 10, tức là căn của 10 mũ 3 trừ đi căn của bao nhiêu? Trừ đi, thay trừ 1 vào cho thầy căn của 2 mũ 3. Đấy, các bạn tự ở máy tính rồi. Ok. Hiểu hơn về cái tích phân này chưa mấy đứa? Thấy ổn hơn chưa? Đây là câu hỏi về định nghĩa nhé. Hiệp Lê ok chứ nhỉ, Hiệp Lê? Thắc mắc gì không?
Thúy Hiền ok không nhỉ? Nhật ok không? Tích Phân ok chưa nhỉ? Tức là thực chất là vẫn tìm ngân hàm nhưng mà thêm mỗi là có hai cận thôi. Nhớ định nghĩa nhá, thì có những bài ấy, mình dùng định nghĩa làm cho nhanh. Thì bây giờ bài này thì sao? Ví dụ hai này. Ví dụ hai, lý thuyết đang cho đấy, ví dụ hai nhé. À, ý một. Ý một. Rồi, thầy cho như sau này. Thầy cho F lớn x nó là nguyên hàm của F nhỏ x bằng 2x mũ 3, à 3x mũ 3, 4x mũ 3 trừ đi 2x. Để xin nhận biết biết F1 bằng 2 chấm tìm tìm F3 bằng bao nhiêu. Đấy. Ok. Gặp những bài này thì mình xử lý như thế nào cho nó chuẩn? Cái này thì bài nguyên hàm thầy dạy mấy đứa rồi. Tức là cho F này mình tìm C đúng không? Tìm C thì mình tìm F3. Thì ở đây nhá, bài này mình sẽ có hai cách chính này, hai cách chính, cách một. Mình có hai cách chính nhé. Cách 1 là đầu tiên mình tìm fx, tức là mình tìm fx trước. Tìm fx bằng bao nhiêu? Thì cụ thể này, mình có fx đúng không? Fx là nguyên hàm của f nhỏ, tức là sẽ bằng nguyên hàm của 4x mũ 3 trừ 2x đấy cơ. Vậy nó sẽ bằng là gì nhỉ? X mũ 4 trừ x bình cộng c. Bây giờ nhá, người ta cho f1 thấy là một vào cho thầy. Vậy mình có f lớn 1 bằng bao nhiêu? Bằng còn c không? Thêm 1 vào đây, bằng 2 chưa? Vậy suy ra ngay fx là bao nhiêu? Fx nó sẽ là x mũ 4 trừ x bình cộng 2. Mấy đứa còn nhớ không? Người ta hỏi tính cái gì nhỉ? Người ta hỏi tính f3, mình cho x bằng 3 vào. Vậy mình có f3 là bao nhiêu? Thay 3 vào sẽ là 3 mũ 4. 3 mũ 4 trừ 3 bình cộng 2. Kết quả bao nhiêu mấy đứa nha? 83 trừ 9 là 70, 74. Tức là F3 của thầy bằng 70, 74. Là cách 1 nha. Mình sẽ có hai cách chính. Nhớ lại bài này chưa? Cách 1 thì có vấn đề gì không? Mấy đứa xem thầy nào. Có vấn đề gì không nhỉ? Cách 1. Huy ok không Huy? Rồi, VL ok chứ? Đấy cách 1. Có. Cách này thì hơi dài, cách này hơi dài đúng không? Cách thứ hai nhé, mình sẽ làm nhanh hơn. Cách số 2 là mình dùng định nghĩa tích phân. Định nghĩa tích phân. Nghe này, đề bài cho F1 nó hỏi tìm F3 đúng không? Thì mình có nhé, mình có này. Mình sẽ có như sau, có nguyên hàm tích phân từ f(x) cận từ 1 đến 3. Cận từ 1 đến 3 đúng không? Theo định nghĩa nó bằng gì vậy đấy nhỉ? Nguyên hàm của f nhỏ là f lớn, vậy theo định nghĩa nó bằng f3 trừ f1. Các bạn có nhận thấy không? Đây này. Tích phân từ a đến b của f nhỏ dx bằng fb trừ fa mà, cận trên trừ cận dưới mà. F lớn b trừ fa mà. Thì đúng là tích phân từ 1 đến 3 của f nhỏ x dx nó bằng f3 trừ f1 không? Hay tương đương ngay, mình thêm mình rút f3 ra, vậy thì f3 sẽ bằng gì? F3 sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là tích phân từ 1 đến 3 của f nhỏ x dx cộng với f1 không?
À đấy là mình thay số vào cho thầy. Thay số f lớn 3 nhé. Bằng là tích phân từ 1 đến 3. F nhỏ x nó cho bao nhiêu? Nó cho là 4x mũ 3 trừ 2x. Đấy đúng không? Cộng F1. F1 nó cho bao nhiêu? Nó cho là 2. Đến đây con này. Chỗ này KCO cho thầy nhá. Các bạn nhìn thấy máy tính nhỏ của thầy chưa? KCO này. Tích phân nhìn tích phân nhá. Tích phân bấm vào. Cận từ 1 cho tới 3 này. Đúng không? Nhập cái hàm vào là 4x mũ 3. Các bạn thao tác Casio cho thầy nha. Đấy, 4x mũ 3 trừ 2x. Đúng không? Rồi. Mình cộng thêm 2 ở ngoài, cộng thêm 2 ở ngoài. Bấm máy tính. Đấy, ra 74 chấm hết. Cách này thì thầy viết thì nhìn nó dài, chứ thực chất thì khi mà các bạn làm quen bằng máy tính ý, thì mình chỉ cần Casio thôi. Thầy cho 1 phút các bạn xem cách hai. Chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy nhé. 1 phút. Nào, nằm nhớ đi. Xem ok không? Kiểu cách hai của mấy đứa, cách hai thì thao tác trên Casio thôi, trang CH nghe hiểu được không? Phú ok không Phú? Em có. Ừ. Tường. Ok chứ? Nói chung cách hai của mình ý là nó không phụ thuộc vào cái nguyên hàm, tức là mình không phải tìm nguyên hàm gì vất vả cả. Chỉ đến đây là mình dùng đến cái tích phân thôi. Nó cho cái gì thì mình cần tính cái đấy là xong. Ok không nhỉ? Thì câu 2 tương tự nhá mấy đứa nhá. Câu 2 là câu 2 là thầy cho f lớn x là nguyên hàm. Nguyên hàm của à 2 lần sin x trừ cốt bình x đấy cận từ 0 đến vi trừ. Rồi biết f0 bằng 1 tính như thế này f của bi trên 2 bằng bao nhiêu đấy. Nào các bạn thử bấm máy tính cho thầy xem nào. Nhớ đổi, nhớ làm lượng giác thì đổi cho thầy sang radian nhé, đổi sang radian cho thầy được chưa nhỉ. Thử dùng cách hai bấm máy tính của thầy kết quả ra bao nhiêu, bấm nhanh mình sẽ làm 3 câu kiểu này.
Nào, Casio cho thầy xem nào, xem có hiểu được không? Bấm máy tính kết quả là bao nhiêu? Chúng ta lên chút nha, xem kết quả là bao nhiêu nào. Ở đây đúng không? Mình sẽ có gì nhỉ? Mình sẽ có dùng định nghĩa tích phân nhé. Mình có này. Tích phân từ 0 đến pi trên 2 của cái 2 này. Sin x trừ cos bình x. Đấy. Nó bằng gì nhỉ? Nó sẽ bằng là f pi trên 2. F lớn hơn thế nào? F pi trên 2 trừ f0. À, thay số tương đương ngay này. Thay số và mình tính cho hàm này cho thầy. Tích phân tận từ 0 đến pi trên 2. Nhớ là đổi sang radian cho thầy nhé. Đổi sang radian cho thầy. Đấy. Đổi sang radian không thành sai đấy. Đấy không đổi sang radian là sai nhé. Của 2 sin này. 2 sin x. Trừ đi. Cos bình x. Bình đúng chưa? Ok. Bằng bao nhiêu? Số xấu kể nó thôi. Số xấu chứ là nó sẽ xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Không thể nó sẽ đẹp được. Nó xấp xỉ bao nhiêu? Xấp xỉ 1,214. 1,214 sẽ bằng SB trên 2 trừ F0 tức là trừ đi 1. Vậy mình có SB trên 2 bao nhiêu? Sẽ bằng là 2,214. Ok, thì đi thi thì mấy đứa chỉ cần sắp đáp án sắp xỉ thôi là được. Ok chưa? Đấy, đấy là một số câu mình dùng định nghĩa tích phân để mình làm. Nó khá là nhanh. Cách này thì mình không phụ thuộc vào cái. Cách này mình không phụ thuộc như làm cốt bình hay phú. Cốt bình này này thì mình đóng một ngoặc ra. Phú bấm cái này này, phú này. Đóng ngoặc cốt x. Đóng ngoặc bình ở ngoài. Phú ok không? Thì là cốt bình. Đó. Đóng ngoặc cốt x. Tất cả bình thì nó sẽ là cốt cốt bình. Ok chưa Phú? Em hiểu rồi ạ. Rồi, đấy là quen đến cái tích phân chưa? Nào một câu nữa nhá, một câu 3 nào. Câu này thì cho f lớn x 1 trừ x bình dx biết f0 bằng 2 tìm f1 bằng bao nhiêu. Đấy. Câu này nguyên hàm mà khó tìm đấy, là không dễ đâu, mình phải lượng giác hóa, nhưng mà khi mà dùng những cái tích phân ấy, thì mình không quan tâm lắm. Hiểu vấn đề chưa? Thao tác cho thầy và bấm xét xỉ ra bao nhiêu nào. Tương tác lên một tí xem có hiểu được bài hay không. Chúng mày cái im hình mà chả biết thế nào. Nhìn vào cái cận ý, để mình biết là lấy tích phân từ đây đến đâu nhé. Người ta cho cái gì và tính cái gì thì mình sẽ lấy tích phân từ đây đến đấy. Hiểu vấn đề không? Này, cho không cho tính pi trên 2 thì lấy từ 0 đến pi trên 2. Cho một tính F3 thì lấy tích phân từ 1 đến 3. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, kiểu như vậy.
Nào, ra sơ ra như mấy đứa. Giáp nào, đọc cái cho giáp tính nào. Giáp tính ở gì? Giáp lấy tích phân từ đời nào? Cho thầy Em này. lấy tích phân từ từ 0 đến 1 ạ. Một của căn của 1 chữ x bình dx đúng không? Nó bằng gì nhỉ? Bằng f Bằng đấy. M1 trừ F0. F1 chữ f0 ok. Bây sai số vào nhá, là bấm như này. Bấm tích phân ra bao nhiêu chưa? Máy tính của em nó chưa bấm xong. Đó, thì cùng thao tác một chút nhé. Cận từ 0 cho tới 1 này. Căn của 1 chữ x bình tích phân này cũng hơi lâu, tính hơi lâu đấy. Nào, bấm bao nhiêu đây? Chờ, cái này chỉ chờ thôi, còn là tính tay. Tính tay còn lâu hơn nhiều. Ra đọc cho thầy nhé, thầy đang đợi máy tính của thầy đây. À, bi trên 4. Bi trên 4. Ok, bi trên 4. Đấy, bằng gì nhỉ? Bằng F1. F0 là bao nhiêu hả em? F0 cho bao nhiêu? F0 là 2. F0 là Vậy mình có F1 là bao nhiêu? F0 là bi trên 4 rồi cộng với mấy? Bằng 2. Ra hiểu cái này không? có. Ừ. Còn ai chưa hiểu chỗ này không nhỉ? Ánh ok không Ánh? Bảo ok chứ? Vâng ạ. Rồi. Nào thì câu 4 nào. Câu 4. Nốt câu này thì chuyển sang phần câu 4 này. Thầy cho tích phân từ 0 đến 2 của f nhỏ x dx bằng 5, biết f của 0, biết f2 bằng 3, tính f0 bằng bao nhiêu? Nào, xác cho thầy biết f0 bằng bao nhiêu. Vì thi nó chỉ nhẹ nhàng ngay thôi, nhưng bài dưới 7 điểm chỉ nhẹ nhàng ngay thôi, rất là dễ. F0 bằng bao nhiêu? Nhập ra rồi, ok, kết quả đúng. Các bạn khác chat kết quả của mình lên để xem biết hiểu bài hay không nhé. Chúng ta cứ im là thấy không biết dạy kiểu gì đâu. Tuần sau thì có thể học họp đấy, nên là cố gắng. Nào, xanh D6 nào, làm cho thầy nào. Tích phân từ 0 đến 2 cả này bằng gì nhỉ xanh nhỉ? Nói to một tí. Bằng Em ấn bằng làm gì có hàm nào mà ấn con bé này. Theo định nghĩa thôi, định nghĩa thôi, bằng gì nhỉ? Bằng F lớn 2 trừ đi gì? trừ đi f lớn không ạ. Hiểu không? Cận trên thì cận dưới. Em hiểu chưa? Thay số 3 thôi. Đề bài cho bao nhiêu rồi? Cho bằng 5 này. Đúng chưa? Bằng bao nhiêu? Bằng F lớn 2. Trừ F không là mấy? Trừ F không. À. Tương đương ngay 5 bằng gì nhỉ? F2 sẽ cho bao nhiêu? Bằng 5 3. bằng 3 trừ Trừ F lớn không. Và F không là bao nhiêu? không bằng Ừ. thứ hai. Ok, hiểu chưa? Rồi, ok. Đấy là các bài toán cơ bản nhất từ tích phân nha. Linh vẫn ok chứ Linh?
Dung ok không Dung? Em có. Rồi, mình sang phần 2 của nó này. Mình sang phần số 2 là tính chất. Tính chất nhé. Tính chất. Rồi. Thì đầu tiên này các bạn nhớ thầy tính chất đầu tiên. Tính chất đầu tiên là tích phân của một tổng. Tích phân một tổng thì nó bằng tổng các tích phân. Đấy, tích phân một tổng thì bằng tổng các tích phân. Nếu đây là dấu trừ, đây cũng là dấu trừ. Tổng thì là tổng, hiệu thì là hiệu. Tính chất đầu tiên là vậy. Phải, tính chất thứ hai là tích phân AB của một số nhân với cả x. Đấy. Thì mình bê cái số ra ngoài, chứ bằng k lần của AB. Đấy, đấy. Đấy, không đổi. Cái này không cần điều kiện của k. Đối với nguyên hàm thì mình cần điều kiện k0. Nhưng mà đối với cái này thì mình không cần điều kiện của k nhé. Không cần điều kiện của k. Hiểu chưa? Hiểu chưa nhỉ? Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba này. Cái thứ ba là tích phân từ A đến B. Nhớ thầy, cái này hay dùng này. Fxdx. Đổi cận thì đảo dấu bằng trừ tích phân từ B đến A của Fxdx. Các bạn nhớ câu thần chú nha. Này, đây là AB, đây là BA đúng không? Thì mình nhớ đổi cận. Đổi cận thì đảo dấu. Ok chưa? Đổi cận thì đảo dấu. Đấy là cái câu thần chú. Và tính chất thứ tư cuối cùng cũng khó nhất là chèn điểm. Là tích phân từ A đến B. Chèn nhá, nó chèn là cái viết tắt này. Tích phân từ A đến B thì chèn C vào giữa, cho nó sẽ bằng tích phân từ A đến C cộng tích phân từ C đến B. Đấy, cái này là chèn số, chèn cận. Trên cái này trùng với dưới cái kia, nhớ là cùng một hàm nhá, cùng một hàm FxDx, cùng một hàm á. Đấy, chèn cận với chèn nhận thì triệt tiêu AC cộng CB thì vẫn là AB. Ok. Được chưa? Rồi thì phần này thì sẽ có mấy ví dụ cho mấy đứa làm đây. Có mấy ví dụ đây. Về các tính chất nhá. Tổng. Tích phân của tổng thì bằng tổng tích phân này. Một số nhân tích phân thì vứt cái số ra ngoài. Nhân tích phân. Ok. Ví dụ rất là hay gặp này, ví dụ 3 cực hay gặp. À, ý 1 nha, ý 1. Thầy cho tích phân từ 1 đến 2 của fx cộng với cả 3x bình. Đấy bằng 10. Câu hỏi về là tính như thầy tích phân từ 1 đến 2 của fx đấy bằng bao nhiêu? Đấy. Thì câu này mình làm thế nào? Nào các bạn thử tự vận dụng thế nào? Để cho 1 phút. Nói chung là những cái đa thức này, những cái phân đa thức mình nên bảo mình tính nhé, bảo mình tính nhanh nhanh. Để cho 1 phút các bạn thử tự làm xem là ra bao nhiêu. Thử tự làm. Có kết quả sai cho thầy nha, tương tác một tí, 1 đến 2 phút. Làm đi xem nào.
Này, thử vận dụng một chút kiến thức tiếp theo nào. Có kết quả chưa mày được? Rồi, nhật ra rồi đây. Các bạn khác. Rồi, ở đây nhé, mình sẽ tương đương như sau này. Tích phân một tổng thì bằng tổng tích phân âm, tức là mình có từ 1 đến 2 của f(x,dx) thì tách ra. Cộng tích phân từ 1 đến 2 của 3x bình dx bằng 10. À, bây giờ Casio nhé. Tôi tích phân từ 1 đến 2 f(x,dx) này. Thằng này thì mình nên Casio cho thầy. Nên Casio nhé. Tính bằng tay là cũng được thôi, nhưng mà thầy khuyên là những cái đa thức này này. Những cái đa thức thì mình nên Casio thôi. Hiểu này không? Là 3x bình. Đấy, bằng bao nhiêu? Rất là nhanh, bằng 7. Tức là cộng 7 bằng 10. Vậy mình có tích phân bằng nhiêu? 3 chấm hết. Phú xem lại xem tính sai đã nào. Ra số 3. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Mày được á. Đấy. Đấy là tích phân nha. Tích phân vận dụng một chút công thức thôi. Nó rất là dễ. Ok bài này chứ bài này thì phần đề gì đúng không? Nào thế không phải chép đề nhá, chọn ngay được chọn đáp án nào. Chọn ngay đáp án. Câu này để thi năm 2020 để đại học này. Đáp án gì? Chọn ngay. Không phải chép đề nhá. Đáp án gì nhỉ? Nào, Phú ok, đáp án đúng rồi. Các bạn khác chắc kết quả lên nào, cùng tương tác một tí. Đáp án gì đây? Phải chép đề nhá. Không phải chép đề, làm luôn. Làm luôn cho thầy. Nhìn ra ngay nháp thôi. Đáp án gì nhỉ mấy đứa nhỉ? Đáp án C. Vì sao cái bằng bằng hai là tích phân từ 1 đến 5 mà đúng không, của f(x,dx) thay số 3 sẽ bằng là 2 nhân 3 bằng 6. Ok, thế còn câu này đáp án là gì nào, nhìn ra ngay. Câu này nè đấy, những cái câu này rất là dễ luôn, còn chẳng có gì của chúng mày. Chúng mày sẽ xếp. Nào, câu này là gì? Nhật, ok, các bạn khác. Ok, Phú Huy ok rồi, mấy đứa khác không làm à? Snap ok rồi. Cái này dễ đúng không? Đây này, tích phân tổng của nó sẽ bằng 3 nhân mấy nhỉ? 3 nhân 3 cộng 4 nhân mấy là trừ 5 đúng không? Bởi máy tính bằng bao nhiêu? Bằng trừ 11. Đấy, hiểu vận dụng này chưa? Mày thấy ok không? Không có gì đúng không? Rồi, đây là hai câu thầy làm nhanh nhé, tàu nhanh cho mấy đứa để mấy đứa biết vận dụng thôi. Hai câu làm nhanh nhé. Câu làm nhanh. Rồi thì sang câu 2 nào, ý thứ hai. Ý thứ hai. Thầy cho như sau. Thầy cho là gì? Tích phân từ 0 đến 1 của 2fx cộng với dx bằng 5, tích phân từ 0 đến 1 của 3fx trừ 4 với bằng trừ 1. Có thể tính như này
tính tích phân từ 0 đến 1 của f(x) dx bằng bao nhiêu? Nào thì cho thử một chút ra suy nghĩ xem nào. Suy nghĩ thử một chút xem làm được không. Cho 1 đến 2 phút suy nghĩ thử. Dựa vào những tính chất thì vừa viết và những ví dụ vừa làm, thử suy nghĩ một chút xem làm được bài này không. Rất là dễ thôi. Ở bài này nhá, các bạn nhìn cho thầy một chút này, nhìn một tí. Nếu thầy đặt nhá, thầy đặt này. Thầy đặt. Các bạn nhìn thấy có hai điều kiện không? Có hai điều kiện và trong đầu mình sẽ nảy sinh nó là hệ phương trình đấy, đúng không nhỉ? Vậy thì để cho dễ nhìn thì thầy đặt này. Thầy đặt cái A, cái chữ A của thầy bằng tích phân từ 0 đến 1 của f(x), cái chữ B bằng 0 đến 1 của g(x) dx. À, thế thì mình suy ra như sau này. Thì mình suy ra ngay là tích phân từ 0 đến 1 của 2f cộng g dx bằng 5. Tương đương ngay là gì nhỉ? Tức là hai lần tích phân từ 0 đến 1 của f này. Dx này cộng tích phân của g dx 0 1 dx bằng 5 đúng không? Hay tương đương ngay là gì? Tương đương ngay là 2a cộng b bằng 5. Chuẩn cho mấy đứa? Tương tự cái này, 0 đến 1 của 3F trừ 4G dx sẽ bằng là gì? Bằng trừ 1, tương đương ngay là gì? Tương đương là 3A trừ 4B bằng trừ 1. Đến đây thì thực chất cái này nó chỉ là hệ phương trình thôi. Hệ phương trình thì các bạn bấm tính cho thầy giải ra A bao nhiêu, B bao nhiêu. A là mấy nha? A, bấm tính cho thầy thì A là số mấy đây? Nào, bấm hệ cho thầy nhé. Ở đây hệ mình là gì nhỉ? 2, 1, 5, 3, 4, trừ 1. À, 21 phần 5 với cả 17 phần 5. 21 phần 5 trừ 17 phần 5. À, người ta hỏi là tính từ 0 đến 1 của f(x). Vậy mình suy ra ngay. Tích phân từ 0 đến 1 của f(x) nó chính là cái A không? Nó chính là 21 phần 5. Đó, mày đã hiểu chưa? Chính là 21 chia 5. Ok không mày đứa? Ok cái này không nhỉ? Hệ phương trình nghe hiểu rồi chứ? Diệu ok không Diệu? Dung. Em cũng có. Chúng mày có, chúng mày phải làm được bài nhé. Không phải chúng mày có xong là để đấy đâu. Gần thi đại học rồi đấy. Okay, giờ hết thời gian chơi rồi chúng mày. Nói chung là cố gắng học là được. Kiến thức nó không quá khó, 8 điểm rất dễ, quan trọng cho mày phải nhớ công thức thôi là được, đúng hơn. Ok, hiểu này chưa? Nào một bài tương tự cho quen nào, một bài tương tự nhé, cho nó quen. Thầy cho tích phân từ 1 đến 2 của 3fx
cộng 2 bằng 7. Xin nhận và thích phân từ 1 đến 2 của 2fx trừ với bằng 4. Rồi, tính như này. Tích phân của fx cộng từ 1 đến 2. Ok. Rồi các bạn tự làm xem nào, kết quả bao nhiêu? Để cho 1 phút. Bài này khi làm quen thì chỉ là một trong một phút thôi, không hơn được. Đừng làm lâu quá. Lâu quá các bạn sẽ bị loạn đấy. Ok, khá nhanh này, 10 phần 7. Nào, Linh nào, đặt A là gì nhỉ, Linh nhỉ? Đặt A bằng cái Tích phần phân của 1 đến từ 1 2 đến 2 của f Epic. f của f Đấy. x B là gì? đặt bằng tích phân từ 1 đến 2 của gx. Đấy, đấy. Vậy mình có hệ phương trình là gì? Hệ phương trình là gì nhỉ? 3a cộng 2b bằng 7. Rồi. 2 2a cộng trừ B b bằng bốn. 4 ạ. À, bao nhiêu B bao nhiêu? Mình tính đi. A bằng 15 phần 7, B bằng 2 phần 7 ạ. À, người ta hỏi gì nhỉ? Vậy cái y đúng không? Cái y của mình thế mình cái này chính là gì đấy? Mình chính là A cộng B đúng không? Thế cần tính cái này, cần tính mình chính là A cộng B đúng không Linh? Bằng Là bao nhiêu? bằng 17 17. phần 7. Vậy. Hiểu bài này chưa? Đấy ạ. Nó rất là dễ nhá. Đấy là ví dụ 3 có thể là dùng tính chất 1 và 2. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tính chất tiếp theo nha, 3 4 chèn cận nha, chèn cận một chút. Nhớ này, chèn cận cho thầy này. AB thì bằng AC cộng CB, như kiểu vector ấy, các bạn nhớ vector không? Và nhớ là đổi cận thì đổi dấu. Đổi cận thì đổi dấu ở ngoài với thầy. Ok. Đấy các tính chất cơ bản nhé. Nào, bây giờ ví dụ 4 nè, cho làm quen nhé, ví dụ 4. Thầy cho từ 0 đến 1 của 2 lần fx, 2fx cộng với cả 4x dx bằng 5. Tính như này, tích phân từ 1 đến 0 của fx dx. Rồi, làm thử xem nào. Ý 1. Cẩn thận cái dấu nha. Phần này thầy quan tâm là cẩn thận cho thầy cái dấu. Hết sức cẩn thận cái dấu. Đấy, có được sai rồi đấy. Phú Nhật thì như là kết quả chưa đúng rồi. Nhìn lại cho thầy một chút.
xem là tích phân đề bài cần tính là cái gì để mình xem cho thật kỹ, không tính ẩu được. Rồi Nhật ok sẽ đứng rồi đấy. Rồi Phú ok, các bạn khác làm không ra hay là không làm? Có kết quả cùng chat lên để theo dõi nhé, thầy sẽ sửa sai luôn. Giáp chưa đúng rồi, xem lại một chút. Có thể bị lừa đấy. Mà cái tương đương gì nhỉ? Tích phân một tổng bằng tổng tích phân đúng không? Mình tương đương sẽ là bằng 2 lần tích phân của 0,1 của fx cộng với cả tích phân của 0,1 của 4x. Dx bằng 5 đúng không? À tức là mình có 2 lần này. 0,1 của fx dx. Thằng này là bằng mấy nhỉ? Cộng mấy? Bấm máy tính cho thầy chỗ này đúng không? Nó bằng 2. Bằng 3. Tức là mình giả ra ngay. Nếu đây là 2 lần nhé, 2 lần của f, vậy mình có tích phân từ 0 đến 1 của f x bằng 3 phần 2. Nhưng mà nhớ này, người ta bảo là tính từ 1 đến 0 cơ. Vậy suy ra ngay là tích phân từ 1 đến 0 của f x dx. À, đổi cận, nhìn cho thầy này. Hai cận này đổi nhau đúng không? Đổi nhau, đổi cận thì đảo dấu, tức là bằng trừ 0 đến 1 của f x dx. Kết quả bằng trừ 3 phần 2. Ok chưa? Đấy, đổi cận thì mình đảo đảo dấu. Ok. Hiểu chứ nhỉ? Hiểu là bài này không mấy đứa. Cần sẽ bị lừa nhá. Đổi cận thì đảo đảo dấu. Tỉnh táo chưa? VL ok không VL? Có ạ. Phanh vẫn ok chứ phanh? Cô Đức nghe hiểu được không? Nhớ được cái nào dấu. Rồi, cái thứ hai là thử xem nhé, thầy cho tích phân từ 0 đến 5 của fxdx bằng 4. Tích phân từ 2 đến 5 của fx dx bằng 3, tính như này tích phân từ 0 đến 2 của fx dx. Nào thử tự làm đi xem nào, thử sức một chút. Thử tự làm xem, áp dụng công thức xem làm được không. Nhật Nhật xem lại một chút xem nào, như chưa đúng rồi. Bảo ok, Nhật ok rồi đấy, sửa đúng rồi. Dễ lắm, nó không khó đâu mấy đứa ạ. À. Nhưng mà chúng mày sẽ nhầm dấu thôi, nên là tỉnh táo một chút là được. Phần này nó không khó. Nào, áp dụng tính chất nhá. Mình có gì nhỉ? Thì viết tắt một chút này. Có 05, đúng không? Ở đây tự nhiên có số 2 đúng không? Có số 2 lẻ loi này. Vậy sẽ bằng là gì nhỉ? Sẽ bằng là 02. Thì chèn số 2 vào cộng với cả 25. Mày đi hiểu không đấy? À, hãy tương đương ngay là gì? 05 là 4. Nó sẽ bằng là gì nhỉ? 02 này là cái cần tính này. Cộng mấy? 25 nó cho là 3. Vậy mình tức là tích phân từ 0 đến 2 bằng bao nhiêu? Bằng 4 trừ 3. Bằng 1. Hiểu chưa? Cẩn thận bị lừa nhá.
Phần này không khó đâu nhưng mà cẩn thận bị lừa thôi. Nào thì câu số 3 nào. Một bảy bằng 6. Tích phân từ 3 đến 7 của hai đàn f(x) bằng 4, tính cái này. 3 lần tích phân từ 3 đến 1 của f(x) 3 lần 1 bằng bao nhiêu nào? Sau hai bài mình sẽ luyện tập một chút những phần dễ. Nhá, cẩn thận nhá. Viết từ từ thôi, thầy không học ọp nên thầy không biết chúng mày trình bày thế nào, nhưng viết từ từ thôi, không viết ẩu để mình biết sai chỗ nào. Nhật và Phú kết quả khác nhau ở đây, khác nhau rồi này. Thúy Yên có vẻ chưa đúng rồi. Nhật kết quả đúng rồi đấy, Phú xem lại nè. À Nhật chưa đúng đâu, Nhật xem lại một chút đi. Tạm thời chơi đúng cả. Viên chưa đúng, cô chưa đúng. Viết từ từ ra, cẩn thận cái hệ số của nó nha. Đi thi trắc nghiệm nó lừa mình từng tí một đấy. Nhận ok rồi đấy. Các bạn khác. Không nhầm nha, viết ra vở cho thầy nói. Viết từ từ ra, cẩn thận các hệ số của nó và cái cận. Xem cận nó có lừa mình không. Đỗ bảo ok, Phú chưa đúng, xem lại nào, mày bị lag rồi Phú ơi. Một phút nữa thấy chưa? Cứ làm đi. Linh chưa đúng. Này à, cẩn thận một chút. Tạm thời nhận đúng thôi. Giáp chưa đúng, chúng mày toàn bị nhầm hệ số nha. Toàn bị nhầm hệ số thôi. Đi thi có đáp án đấy đấy. Đây mình có nhé. Nào. Mình có này. 17 đúng không? Nó bằng gì nhỉ? Chèn số 3 vào sẽ bằng là 13 cộng 37 đúng không? Thay số nhé. 17 là 6 này. 13 chưa biết để nguyên. Đây là 37 nghe này. 2 lần 37 bằng 4. Nhớ đây là 2 lần 37 bằng 4 vậy. 37 sẽ là mấy? 37 sẽ là 2, đúng không? Vậy mình có 1 cái 3. 1 3 sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 4 chưa? Vậy sẽ ra cái y bằng gì nhỉ? Cái y bằng 3 lần của 31 không? 3 lần 31 nhé, bằng trừ 3 lần của 13 chưa? Chuẩn chưa? A bằng trừ 12, trừ 3 nhân 4. Bằng trừ 12. Kết quả là trừ 12. Chúng mày toàn lần là chia 3 thôi. Nó phải là chị mẹ nhớ này, chỗ này hệ số này, đây là
thầy cho 2 lần fx bằng 4 thì fx nó bằng 2 chứ. Hiểu vấn đề không? Và để cho thầy cái cận nhá, toàn bị sai cái cận thôi. Ok. Nào, mình sẽ luyện tập mấy câu cho quen tay nhé. Luyện tập một chút nào. Phanh ok chứ phanh? Những câu này thì tầm 20 giây là có đáp án rồi, tiết kiệm thời gian cho những câu khác. Nhưng mà đừng có làm ẩu nhé, để cho cái cận nào. Câu này đáp án là bao nhiêu? Chọn nào cho thầy luôn. Câu này đáp án là rồi, nhận ok rồi. Câu này chỉ 20 giây thôi, giáp xem lại một chút nè. Tường ok rồi. Các bạn khác. Phú xem lại một tí nào Phú. Chưa đúng. Mấy đứa khác chắc nên là tương tác lên. Bảo chưa đúng. Đấy, toàn nhầm dấu thôi. Câu này dễ thế này mà sai địa này. Nào, viết ra 1 năm đúng không? À, 1 năm bằng gì nhà mày đứa nhỉ? 1 năm sẽ bằng là từ 1 đến 2 không? Cộng gì? Cộng từ 2 đến 5 không? À, 1, 2 cho chưa? 1, 2 cho rồi là 3. 2, 5 cho chưa? Nó là trừ 1 với cả bằng 2 chứ là B. Hiểu chưa? Đấy, lừa một tí thôi. Ok. Viết ra nháp này đấy nhá. Nhưng mà viết ra nháp trong phiếu thầy có đầy. Các bạn sao luyện tập. Viết ra nháp trước cho thầy một chút. Nào, thế câu 6 này. Ví dụ 6. Mình xem là từ cái to nhất ý, mình xem là cận nào nó rộng nhất đúng không? Mình sẽ chèn những số hợp lý vào là được. Thử một chút. Tường có vẻ ok đúng không, chèn cận nó như kiểu chèn điểm vector ấy, kiểu như vậy. Tường đúng rồi, các bạn khác con này khó khăn nhỉ, để hơi lâu mỗi trường này là các bạn khác đâu, viết ra nháp cho thầy nhé, viết ra nháp. Giáp ok.
Mà câu này nhá, cận to nhất của mình là cận bao nhiêu? Cận từ 0 đến 10 đúng không? Ở đây mình có hai cái số cần chèn này, số 2 và số mấy? Số 2, số 6 đúng không? Mình sẽ bằng sẽ là từ 0 đến 2 này, cộng từ 2 đến 6 này, cộng từ 6 đến 10. Chèn hai lần. À bây giờ mình rút cho thầy nhé, là thay số 3 nào. 0, 10 là 7, cộng gì? 0, 2 để nguyên này, chưa biết này, cộng 2, 6 là 3, cộng 6, 10. 6, 10. 6, 10. À vậy mình có ngay thôi, vậy đó là gì? P bao nhiêu? P trong 7 chữ 3 bằng 4 à, C. Hiểu chưa? Đấy. Nó đơn giản như thế thôi. Là bài này cũng là một bài dễ sai này. Toàn những câu dễ nhưng mà mình thấy cẩn thận bị lừa. Cẩn thận bị lừa nha. Một câu nữa. Hiểu không nhỉ? Linh ok chưa Linh? Hiểu cái này không? Mấy đứa không phải chép nhé, không phải chép đâu, chép không phải chép đèn gì cả. Nào thế làm thế con này nào. Quan trọng là tối nay phát về chúng mày, một là hai nay hay là mai in bài và làm luôn cho thầy cho nhớ nhá. Đừng để lâu quá nó quên. Tầm tháng 4 mình làm đề rồi đấy. Cuối tháng 3 tháng 4 mình làm đề rồi. Nhóm mình có thể cho làm đề sớm hơn dự kiến một chút. Cẩn thận sai nhé. Thầy chưa biết tường ra là bán cho các bạn khác. Bạn có tường nhưng chưa đúng như vậy. Chưa đúng tường ạ. À, nhìn đúng rồi ấy. Bạn tìm đúng rồi. Nó bảo ok. Cẩn thận bị lừa nhé. Cẩn thận bị lừa. Vẫn dùng những tính chất thôi. Đã học. Mà ở đây nhá, mình vẫn dùng gì nhỉ? Tách ra nó sẽ bằng trừ 2 năm này của F này, trừ 4 lần của trừ 2 năm của G này, à trừ đi trừ 2 năm của 1 này, đúng không? Bằng gì nhỉ? Trừ 2 năm của F nó cho là 8 này, nhưng mà trừ 4 này, nghe nhá, đề bài nó cho 5 đến trừ 2, mở đây nó cho là trừ 2 năm, đảo cận chưa? Đảo cận đổi dấu và nhân với trừ 3 cho thầy. Đấy, bấm máy tính thế này ra là bao nhiêu? Ra là trừ đi 7. Được không? Kết quả bằng 13. Đáp án. À. Có hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy. Cẩn thận chỗ bài này nó lừa cho mình, chỗ nó lừa chúng mày chỗ cận đến đây này. Lừa mình ở chỗ cận đến đây này. Đấy. Cận là 5 đến trừ 2, cận này cho là trừ 2 đến 5. Đấy nó lực cận thôi, hơi khác một chút. Mới hiểu vấn đề không? Nên là đi thi nhá, mặc dù bài rất là dễ nhưng mà hết sức để cho thầy cái cận. Vì cái cận nó lừa chúng mày rất là nhiều.
Rồi mình sang ví dụ 5 nhé. Ví dụ 5 một chút. Cũng là trải nghiệm này. Ví dụ 5. Rất là hay gặp. Câu 1. Thầy cho f(x) 2x trừ 1 với x lớn hơn 1 là bằng 3x bình cộng 2 với x nhỏ hơn 1. Tính cho thầy cái y bằng cái phân từ 0 đến 2 của f(x) đấy. 0 đến 2 của f(x) đấy. Ok. Bài này hàm là hàm dãy nhánh mà cận f(x) của mình là cho từ hai hàm đúng không? Mà cận của mình là cận từ 0 đến 2, vậy bài này sẽ xử lý như sau này. Các bạn để cho thầy nhé. Gặp những bài như thế này thì thông thường mình sẽ chèn cận. Cụ thể đố các bạn biết mình sẽ chèn số mấy vào giữa tích phân này? Mình sẽ chèn cận số mấy vào giữa cái tích phân này? Nào, chat cho thầy biết nào. Chèn số bao nhiêu vào giữa tích phân này? Bao nhiêu? Đúng rồi, chèn số 1. Nhớ nhé, cái cận này cận của x mình đến đây. Cận này cận của x nhé. X là từ 0 đến 2 đúng không? Mình sẽ chèn số 1 vào, mình sẽ tách những tích phân từ 0 đến 1 của f(x) dx. Cộng tích phân từ 1 đến 2 của f(x) dx. Vì sao thì chèn số 1? Vì các bạn nhìn cho thầy này. Hàm này dãy nhánh tại điểm 1 không? Dãy nhánh tại điểm 1 chưa? Rồi. Bây giờ cho thầy nhé. X thuộc đoạn từ 0 đến 1. X thuộc đoạn từ 0 đến 1 thì tức là nó nhỏ hơn 1 không? Nhỏ hơn 1 thì mình sẽ chọn hàm dưới, tức là sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của 3x bình cộng 2dx. Mày đi hiểu không? Cộng với gì nhỉ? X thuộc đoạn từ 1 đến 2, 1 đến 2 tức là lớn hơn 1 chưa? Lớn hơn 1 mình chọn hàm trên. Tức là từ 1 đến 2 của gì nhỉ? Của 2x trừ 1 đấy. Đấy. Đến đây mình Casio thôi. Mình Casio cho thầy à. Casio cho thầy. Tức là sẽ bằng gì nhỉ? Tích phân từ 0 đến 1. Của 3x bình cộng 2 đúng không? Đấy. Cộng 2 chưa? Cộng với gì nhỉ? Cộng với là tích phân từ 1 đến 2 của gì nhỉ? 2x trừ 1. Đấy, kết quả bằng mấy? Bằng số 5. Rất là dễ. Mấy hiểu vấn đề chưa ạ? Nè, suy nghĩ một chút xem nào. Để cho một phút bạn xem lại bài này có hiểu vì sao để chạy số 1 không? Nhớ cái cận này này, cái cận này này, cận này đúng không? Cận từ 0 đến 1 tức là x của thầy nó thuộc đoạn 0, 1. Đấy. Cận này tức là x thuộc đoạn từ 1 đến 2. Hiểu vấn đề không? Đấy. Thì mình xem là x lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1 thì mình chọn hàm cho hợp lý. Để cho một phút ngẫm nghĩ lại cho thầy nhé, một phút xem đi. Nói chung những bài này mình chỉ cần bấm máy tính là được rồi, không không cần quá khắt khe. Rượu nghe hiểu không rượu? Diệp Lê nghe ổn chưa? Phú ok không? Em có ạ. Ừ. Thế sang câu 2 tương tự nhé. Câu 2 các bạn tự làm cho thầy, bấm máy ra bao nhiêu? Câu 2 bấm máy cho thầy ra bao nhiêu? Bằng 2 trên x bình trừ 3x với x lớn hơn bằng 1 là bằng 3x bình trừ 1 với x nhỏ hơn 1. Tính như này, y bằng tích phân từ trừ 1 đến 2
của hệ thực tế là bấm máy nhanh cho thầy bao nhiêu, mình phải tự biết là mình chèn số gì vào cho hợp lý nhé, chèn cái số gì vào đấy. Chèn số bị cho thầy nhé. Bấm máy ra bao nhiêu? Bấm được chưa? Nhận ra rồi các bạn khác. Bấm Dung nào thì cách làm nào? Ở đây Dung chèn số mấy vào Dung nhỉ? Nào. Ở đây Dung làm cái gì ở Dung? Chèn số mấy vào? Em chèn Trời ơi, mày không hiểu phải hỏi Dung à. Mày hôm nay dễ đánh tại điểm nào? Nó bị dễ đánh tại đâu? Tại số 1 thế này. Dung hiểu chưa? em hiểu rồi. Mình chia số ấy vào. Một ạ. Cụ thể bao nhiêu? Chia số 1 vào đi, chứ bằng gì? Đọc lên cho thầy. Cái này chưa chưa hiểu nhỉ, chèn điểm tích phân đấy như bài trước ấy, chèn điểm đấy sẽ bằng là từ trừ một đến mấy, trừ một đến một của f(x) đúng không, cộng với gì, tích phân được bao nhiêu, trời ơi đọc giờ các ngữ thế chứ mà kêu hiểu rồi như thật đấy, mày vẫn chưa hiểu hay là Dung? Không, em chưa hiểu câu chuyện lắm. Mày hiểu trên điểm này không đã? Có. Trừ một, một ở trên thì một ở dưới là hết đúng không? Thì đây này, mày nhìn này, cái hàm này dây nhánh tại đâu? Dây nhánh tại điểm một không? Đấy thì vào tích phân này mình sẽ chèn số mấy vào? Chèn số một vào. Em hiểu chưa? Rồi. Chèn số một vào sẽ bằng là từ trừ một đến một cộng từ một đến hai. Tính chất tích phân hệ tính chất chèn điểm. Nào bây giờ nhá. X thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1 thì tức là x lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1 hả em? X thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1 tức là lớn hơn hay là nhỏ hơn 1? Nhỏ hơn Nhỏ hơn 1 thì chọn hàm trên hay hàm dưới? hàng dưới Tức bằng gì nhỉ? x bình trừ một tí. Rồi cộng với gì? Từ 1 đến 2 x thuộc đoạn 1 đến 2 là lớn 1 đúng không? Chọn hàm nào? Chọn hàng trên. Tức là 2 trên x bình trừ 3x dx đúng không? Bấm tính nữa chưa Dung? Có được máy tính không? Cái máy tính của em nó đang hơi đơ. Wow, mày phải như này. Thi thế này đây. Dung phải chăm chỉ làm tập vào chứ mày lười như hủi ấy.
phân từ bao nhiêu? Từ 1 đến 2 của cái gì? Của cái 2 trên x bình. Trừ 3x. Trừ 3x, 2 trên x bình. Trừ 3 phải. Đúng không? Kết quả là trừ phần 2. Dung hiểu cái này chưa Dung? Hiểu thật chưa? Giáp ok không Em có ạ. Giáp? Ừ. Ok. Linh. Ok chưa Linh? Diệu. À, thế làm nhanh thì con này nè, làm nhanh thì con này nhá. 1 phút thôi là ra. Chúng ta chả phải làm gì cả, chỉ cần bấm máy thôi. Bấm là bao nhiêu? Đáp án là gì nhỉ? Bấm máy tính thôi, cái chỉ bấm máy tính thôi. Rất là dễ. Nhớ có lượng giác nhá, khi có lượng giác thì đổi cho thầy thành radian, được chưa? Phải đổi thành radian cho thầy. Nào, tính cho thầy nào. Bằng gì nhỉ? Bằng chèn số mấy vào? Rượu chèn số mấy là rượu nhỉ? Rượu chèn số mấy vào rượu? Đúng không? Em Số 0. Đúng không? Cộng với gì nhỉ? Từ 0 đến 1. Thay số vào cũng sẽ bằng trừ trên 2 này. Chọn hàm nào? Trừ với trên 2 thì không, chọn hàm nào? Chọn hàm nào? Chọn hàm dưới đúng không? Cái gì nhỉ? Cộng với cả từ 0 đến 1 em chọn hàm nào? Đấy, kết quả bao nhiêu nhỉ? Kết quả bằng 1 đáp án C. Hiểu chưa? Hiểu hơn cái này chưa? Đấy. Nào, cái 3 nhé. Cái số 3 hơi đậm một chút này. Fx bằng 2x trừ 3 với x lớn bằng 0 và bằng 4x mũ 3 trừ 2 với x nhỏ hơn 0. Rồi. Tính như thế này. Tích phân từ trừ 1 đến 2 của f của à, cái này thì chúng mày lại thôi ví dụ này next đi next next cái này đi. Cái này buổi sau, cái này sang buổi sau một chút rồi, hôm nay học vẫn được thôi nhưng mà nó hơi hơi gấp.
Hiểu cái danh này nghe chưa nhỉ? Đấy là các tính chất tích phân nhá. Giờ bây giờ mình sang cái phương pháp chính này. Rồi. Sang dạng đầu tiên này. Là tích phân. Tích phân hàm phân tích hữu tỉ. Hữu tỉ. Rồi hôm nay mình sẽ nghiên cứu dạng này, cái này rất là hay thi. Tích phân hàm phân tích hữu tỉ. Các bạn nhớ cái phương pháp chung của nó nhé, phương pháp chung này. Phương pháp hàm chung. Các bạn còn nhớ không cái phương pháp che, cái che có thể dạy không? Đấy. Thì ok nhé, phương pháp làm sẽ như sau. Là nếu bậc tử mà lớn bậc của mẫu, lớn bằng bậc của mẫu thì chia đến khi nào bậc nhỏ hơn. Thì dừng. Ok. Được chưa nhỉ? Đấy. Và nhớ thầy cái phương pháp che nhá, phương pháp che. Câu nhớ cái nghĩa là tính gì? Tính gì thì che đấy. Thì che đấy. Là hai cái kinh điển nhé, tính gì thì che đấy. Được chưa mọi đứa? Tính gì thì che đấy. Được chưa nhỉ? Đấy, ok chưa? Rồi thì ở đây cái công thức hay dùng phần này, nhớ thầy cái này cho nhanh này, là nguyên hàm của một trên cho ax cộng b. Nhớ thầy cái này nhé, rất là hay dùng cái phần này. Dx đúng không, nó sẽ bằng là gì nhỉ? Sẽ bằng là một trên a nhân với len trị của ax cộng b. C. Ở phần này mình sẽ chủ đạo là cái này, công thức chủ đạo của mình là cái này. Ok không? Thầy lấy ví dụ 6 nhé, ví dụ 6, các câu hỏi rất hay gặp như sau này, ví dụ 6 này. À, câu 1. Để cho cái y bằng tích phân từ 1 trên cho 2x cộng 1. Dx cận từ 1 cho đến 4. À, nó bằng a lần len len 3 từ 1 phần 2, sau 1 phần 2 nhé, sở 1 phần 2 đi. Bằng a lần len 2, a lần len 2 trừ b lần len 3. Đã. Tính cái t bằng a cộng b. Đây là một câu kinh điển rất là hay gặp trong thi trắc nghiệm, cực kinh điển luôn. Tính t bằng a cộng b. Thì thầy sẽ trình bày mẫu nhé, nhớ nhá. Dạng của thầy là dạng a len 2 trừ b len 3, tính t bằng a cộng b. Nhiều vấn đề không? Thế bây giờ mình sẽ có như sau này. Đầu tiên mình sẽ tính cái tích phân là như bình thường nhá. Có cái y bằng 1 phần 2 đến 4 này. Tích phân từ 1 phần 2 đến 4 này của 2x cộng 1x này. À, nguyên hàm cái này vừa lấy rồi sẽ bằng 1 phần 2 này. Len trị của 2x cộng 1. Cận từ bao nhiêu? Cận từ 1 phần 2 cho tới 4 này. Thay số vào thêm 1 phần 2 này. Nhân với gì nhỉ? Nhân với cả len. Thay 4 vào là len 9. Trừ đi len 2. Đúng không? À, giúp lại cho thầy nhé, sẽ bằng là gì? Sẽ bằng là trừ 1 phần 2 len 2 cộng 1 phần 2 lên 9. À, nhưng mà nhìn cho thầy nhá. Ở đây đề bài nó cho lên 3 cơ. Đề bài nó cho lên 3. Mà ở đây mình có lên 9 đúng không? Thì nhớ thầy một chút này. Bằng trừ 1 phần 2 này. Lên 9 nó bằng len của 3 bình. Đúng không? Vứt cái mũ ra ngoài. Nó sẽ bằng là 2 lên 3. Đấy. Sẽ bằng là trừ đi. Cộng với lên 3. 1 phần 2 lên 2 này. Cộng với lên 3. Các bạn hiểu vấn đề không đấy? Lên 9 là 2 lên 3 mà. Công thức logarit ấy. Còn nhớ cái này không? Log A của B mũ N ấy. Thì bằng log bằng N. Log AB mà. Đúng không nhỉ? Đấy.
Thì từ đây các bạn sẽ rằng ra cho thầy là bao nhiêu? So sánh hệ số này. A là bao nhiêu? A sẽ là trừ 1 phần 2. B là bao nhiêu? B là 1. Vậy mình có T bao nhiêu? T bằng A cộng B cộng 1 phần 2. Đấy. Đấy là cái câu kinh điển, rất là kinh điển của thi nhá. Thi mình cực hay gặp cái dạng này luôn. Xem có hiểu không? Đây nhé, phú nhá, 1 phần 2 nhân phá, nhân phá là thay số vào thư phú ạ. Thay 4 vào đây là lên 9 không? Nó là FB này, nó là FB chia FA, F2, F4 này, F4 chia F1 phần 2 mà phú. Thay 4 vào đây nó là lên 9 không? 1 phần 2 vẫn là để nguyên nhé. Thay 4 vào là lên 9 chưa? Thay 1 phần 2 vào lên 2 không? Đấy. Định nghĩa thích phân mà. FB chia FA. Phú yêu cho Phú. Em hiểu rồi ạ. Ừ. Mày đâu cái phần này không? Cái kiểu này rất là hay gặp. Phần này phải tính toán thật chuẩn nhé. Phải đưa về đúng cái dạng đề bài nó yêu cầu. Người ta yêu cầu mấy đứa là gì? Là A lên 2 trừ B lên 3 thì phải đúng là lên 3. Ở đây lên 9 đúng không? Mình biết là phải lên 3 cho thầy. Hiểu chưa? Đấy, vô lơ nghe hiểu không nhỉ? Vô lơ nhỉ? Huy ok chứ Huy? Nào thấy câu này nhá. Câu này từ 1 đến 2 này. Của 3x cộng 1 trên cho 2x. 1 dx nó bằng là A cộng B lần lên 3 cộng C là lên 5. Đấy, tính như này T A cộng 2B cộng 3C bằng bao nhiêu? Nhớ là khi bậc của tử lớn hơn là bằng bậc của mẫu thì mình phải chia chia sao cho bậc nhỏ hơn thì dừng. Nhớ cái câu đấy của thầy. Tránh làm linh tinh nhá, phải chia trước rồi mình làm sau. Hiểu chưa? Rồi công thức chủ đạo phần này. Các bạn thử một chút thời gian tính thế nào. Để cho 3 phút các bạn làm thử. 2, 3 phút làm thử. À, tính toán thử đi, không khó đâu mày. Được chia xuống để chia mẫu ra nhé. Chia cho 2 cộng 1 đúng không, sẽ bằng là gì nhỉ? Lấy bậc to nhất chia bậc to nhất đúng không? Mình đã là quên thì quan sát thể chia này. Lấy bậc to nhất chia bậc to nhất nó sẽ bằng là 3 phần 2 không? 3x chia x mà nhân ngược lại sẽ là 3x.
cộng 3 phần 2. Lấy trên trừ dưới, kết quả sẽ là bao nhiêu? Sẽ là trừ 1 phần 2. Ok nhỉ? Vậy sẽ bằng gì? Vậy cái y này sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là tích phân từ 1 đến 2 của 3 phần 2 này. Rồi trừ 1 phần 2 nhân với gì? 1 trên cho 2 cộng 1. Đấy, đấy. Ok chưa? Đến đây tự làm cho thầy nhé. Tự làm cho thầy. Nào, cái này sẽ bằng gì mày đấy nha? Ngon chưa? 3 phần 2 tích phân lên. Các bạn tự tính cho thầy nhé. 3 phần 2 sẽ là... Bắt là 3 phần 2 đúng không? Trừ 1 phần 2 này. Sau này sẽ là 1 phần 4, 1 phần 2, 1 phần 4 len của gì đây? Cận từ 1 đến 2. Bằng 3 phần 2 này. Trừ 1 phần 4 nhân với gì? Cận trên thì cận dưới thay vào sẽ bằng len 5 trừ đi len 3. Đấy, phá hoặc ra cho này xem là 3 phần 2 này. Cẩn thận ABC nhá. Nó viết len 3 trước đúng không? Mình sẽ vào cộng 1 phần 4 len 3 trước cho nó dễ nhìn. Đấy, rồi trừ 1 phần 4 len 5. Vậy thì xác định cho thầy A bao nhiêu? A là 3 phần 2. B là bao nhiêu? B là 1 phần 4. Và C là bao nhiêu? Trừ 1 phần 4. Vậy cái t bao nhiêu mấy đứa? T sẽ bằng là 3 phần 2 này cộng 2 nhân 1 phần 4 này trừ 3 nhân 1 phần 4 này. Đấy. Kết quả bao nhiêu nhỉ? 3 phần 2 trừ 1 phần 4 sẽ bằng 5 phần 4. Nhưng mà này nó hơi phức tạp một chút. Nó hơi lâu một tí. Hơi lâu một chút. Phải luyện tập mới làm nhanh được nha. Cái cần này cần luyện tập. Mấy đứa nghe có hiểu được không? Thúy Hiền ok không? Thúy Hiền. Em có. Nhớ là cái chia chưa nhỉ? Cái chia nhá. Lấy bậc to nhất, chia bậc to nhất, chia bậc nhỏ hơn thì dừng. Đấy thì gợi ý cho mày là cái chia đấy thôi. Chia bậc nhỏ hơn thì dừng. Ok. Rượu ok không rượu? Phanh D6 ok không? Huy ok chứ? Rồi, thế bây giờ câu 3 nhé, tương tự nào. Phức tạp hơn một chia thôi, 2x bình trừ 3x cộng 1 chia cho x cộng 2 để cận từ 1 đến 2 nó bằng là A cộng B lên 2
trừ C lên 3 rồi tính T. A trừ 2B cộng 2C bằng bao nhiêu? Rồi. Một chút anh suy nghĩ nào. Nhớ chia xuống như thế cho 3 phút làm thử. Chia chuẩn là được. Chia chuẩn nhé. Nào thầy chia hộ nha. Thầy chia hộ này. Còn nào mà chưa chia được thì quan sát thầy chia nhé. Cái 2x bình trừ 3x cộng 1. Thầy chia thì chia cho x cộng 2 đúng không? Nào. Thúy Hiền cùng làm với thầy là Thúy Hiền. Cùng quan sát với thầy nhé. Lấy thì chia gì thầy Hiền nhỉ? Hai là việc x bình chia cho x ạ, là có 2x ạ. Rồi nhân phá nhân nhân ngược lại nó sẽ là gì? Là 2x 2x bình bình cộng với 1x ạ. cộng 4x đúng rồi. Lời trên trừ dưới ra cái gì? Còn trừ 7x cộng 1 ạ. Chia Lấy sang là trừ 7 ạ. 7 nhân ngược lại nó sẽ là gì? Là trừ 7x cộng với trừ 14 ạ. Rồi, Bằng trên trừ 15 ạ. dưới là 15. Vậy cái này viết thành gì nhỉ? Từ 1 đến 2. 15 2x trừ 7 đúng không? Cộng với cả 15 chia cho x cộng 2. x cộng 2 Lấy cái thương cộng phần dư chia cái mẫu là được. Đấy. Đấy đây ngon chưa Hiền? rồi ạ. Dạ. Các bạn ok rồi, đấy thầy nghe nhá, các bạn nghe thầy nói này. Cái này là đa thức, đến đây mình nên nhá, các bạn đừng làm bằng tay nó rất là xấu. Nên Casio riêng ra, nên Casio riêng ra cho thầy. Ok không? Cái này Casio cộng với cả 15 lần len trị x cộng 2 cận từ 1 cho đến 2. Cái này nên Casio nhá. Bấm máy cho thầy phát cho này ra bao nhiêu mày đấy nhá. Bấm máy cho thầy phát nào. Cái cụm Trừ này ra 4 bao ạ. nhiêu? Bao nhiêu? Trừ 4 ạ. Trừ 4 hả? Trừ 4. Vâng. Ok. Cộng 15 này. Nhân vào, thay 2 vào len 2 và len 4 đúng không? Trừ đi len 3. Lên Phá 3. ra nhá sẽ bằng gì nhỉ? Trừ 4 cộng 15 len 4. Trừ 15 len 3. À nhưng mà đề bài nó cho lên mấy à Hiền? Lên 2 ạ. Thì Là mình phải thầy đẩy lên 40 lên 2 30 đúng lên không? Đúng rồi, vậy sẽ bằng là trừ 4 cộng 30 lên 2. Đấy, trừ 15 lên 3. Vậy đố Hiền biết ABC là bao nhiêu? A là mấy? là trừ 4 ạ. B. B bằng 30 ạ. C. C bằng 15 ạ. Đúng rồi, tưởng là trừ 15 là sai, đây là trừ C. Ok, vậy T bao nhiêu Hiền nhỉ? T bao nhiêu? Sẽ là trừ 4, trừ 2 nhân 30, rồi cộng 30, bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ 2. Trừ 34 ạ. Ủa, hiểu chứ?
Vâng Wow, ạ. ok phần này không? Nó chỉ là hơi hơi dài thôi, tức là cái phần hệ số ấy, các bạn cẩn thận cho thầy tính toán phần này thật chuẩn thì mình làm sẽ ok hơn. Nó chỉ hơi dài thế này thôi, còn lại thì rất là dễ. Đúng không? Ok mày nhá. Ok chưa? Đấy là hàm bậc nhất nhá, hàm bậc nhất. Ok, bây giờ mình sang mẫu bậc 2 nào. Mẫu bậc 2 nhá, ví dụ 7 cuối cùng là ví dụ 7. Nhớ phương pháp che nhá, còn nhớ cái che không? Ý 1 nào. Ý 1. Tính như thầy cái y bằng tích phân từ 1 đến 2 của 2x cộng 1 chia cho x cộng 3 nhân với cả x cộng 1. Giả sử vậy. Để bình thường mẫu bậc 2 đúng không? Mình phải phân tích nó thành tích của hai bậc 1, nhưng mà thôi, ở đây thì cho luôn. Thầy sẽ làm lại một câu cho bạn nhớ nhé. Làm lại một câu để mình nhớ lại này. Mục tiêu cái này sẽ là gì? Mục tiêu mình phải viết thành gì nhỉ? Đầu tiên mình phải phân tích cái mẫu ra đúng không? Về dạng này, tức là cái gì đấy chia x cộng 3 cộng cái số gì đấy chia x cộng 1. Đấy, đấy. Có hiểu không? Nào mình nhắc vào đây nha. Nào, muốn tính x cộng 3, thầy chế cộng 3 đi. Chế cộng 3 đi trong cái ban đầu này. Thầy chế cộng 3 đi nó còn lại gì? Còn lại là 2x cộng 1 chia x cộng 1 không? À. Thay nghiệm vào x cộng 3 nghiệm là 3 không? Nghiệm là -3. Thay x bằng -3 vào. Đấy. Thay bằng -3 vào thì bằng bao nhiêu? Trên tử là -5, dưới mẫu là -2, vậy bằng 5 phần 2. Vậy hệ số này là 5 phần 2. Đúng không? Đấy. Tiếp tục, muốn tính x cộng 1, thầy che x cộng 1 đi. Còn gì? Còn là 2x cộng 1 chia x cộng 3. Thay máy vào nhỉ? Thay nghiệm vào, nghiệm cái này là -1, thay x bằng -1 vào. Đấy, nó ra bao nhiêu? Thay -1 vào gì trên tử là -1, dưới mẫu là 2. Cái gọi là -1 phần 2, đúng không? Thế là -1 phần 2. Vậy cái này ngon rồi, làm sao bằng 5 phần 2 ra ngoài này. Nguyên hàm này sẽ bằng len trị x cộng 3. Trừ 1 2 ra ngoài này. Len trị của x cộng 1. Đóng một ngoặc to vào. Cận bao nhiêu? Cận từ 1 cho tới 2. Thay vào nhé nào. Thay số 2 vào trước, thế là 5 phần 2 lên mấy nha? 5 phần 2 lên 5. Trừ đi 1 phần 2. Thay 2 vào lên 1 phần 2 lên 3. Đấy là f lớn tại 2 nhá. Trừ đi f lớn tại 1, thêm 1 vào. Nhân 5 phần 2 lên 4. Đấy. Trừ đi 1 phần 2. Thêm 1 vào lên mấy? Lên 2. Ok chưa? Ok không? Nào mình giúp gọn cho thầy nào. Giúp gọn đi. À, 5 phần 2. Thế bằng 5 phần 2 lên 5. Trừ 1 phần 2 lên 3. Đấy. Lên 4 tức là 2 lên 2 không? 5 lên 2 trừ 1 phần 2 cộng 9 phần 2 lên 2. Kiểu như vậy nha. Ok. Nhớ lại cái for che chưa? Tính gì che đấy. Thay nghiệm vào cái còn lại. 1 phút các bạn xem lại nào. Xem lại cái for che này.
Nào, Linh nghe hiểu chưa Linh? Nhớ là cái nốt che chưa? Bảo ok chứ? Vâng ạ. Ừ. Thúy Hiền, ok có che chưa? Nhớ lại chưa? Rồi thì câu này các bạn làm cho thầy xem nào. Trắc nghiệm luôn nha. Trước là cái đề bạc. Câu này ý thứ hai. Trắc nghiệm rất hay ở cái này này. Ý số 2. Ở đây thì cho sẵn thì mẫu rồi, bình thường mình phải phân tích mẫu đúng không? Đấy, thì làm tương tự thôi. Về mình luyện tập là được. Nào tự làm đi xem kết quả bao nhiêu. Để cho bốn đáp án của nó nhé. Cho bạn chọn. Nào tự làm nhé, có che. Nào ra bao nhiêu mấy đứa? Nào đọc thì cái phút che nào. Đường ra B, các bạn khác thì chưa biết. Mình sẽ phân tích là 1 đến 2 này. Cái gì đấy chia x cộng 1 cộng cái gì đấy chia 2 cộng 1 đấy, đúng không? Nào, VL cho thầy biết nào. Hệ số đầu tiên là bao nhiêu ở VL? Em ra một ạ. Một, hệ số thứ hai Âm một. âm một. Ok tốt đúng không, bằng tính cái thầy bằng bao nhiêu, là bằng
là len của chị x cộng 1 Chị x cộng 1 tiếp tục thằng kia. trừ 1 phần 2 len của chị 2 x cộng 1. Rồi, cái cận là cận bao nhiêu nhỉ? Cận từ 1 đến 2 đúng không? Nào, thay Vâng. số 2 vào trước nào, cho bằng len đấy. Lên 3. Trừ đi 1 phần 2 lên mấy nha? Lên 5 5. đúng không? Trừ đi thay số 1 vào lên mấy? Lên 2. Lên 2, trừ 1 phần 2 lên mấy? Lên 3. Ok, em giúp bọn thầy nhé. Nào, giúp bọn nào. Nhớ đề của nó là lên 2 trước, lên 3 sau, lên 5 ở lên 5 cuối cùng đúng không? Mình ghi lên 2 trước nào. Sẽ là trừ lên 2 này. Đúng không? Mình hiểu chứ? Đó. Rồi, len 3 trừ trừ là cộng là mấy len 3 em nhỉ? Mấy len 3? 3/2. Đúng rồi, cộng 3 phần 2 len 3. À, mấy len 5 này nhỉ? Trừ 1/2 len 5. Ok, len 5. Vậy chốt cho thầy A là bao nhiêu? Trừ 1 B. là 3/2, C. trừ 1/2 Vậy quy là bao nhiêu? là em cộng. Không Ok. Hiểu chưa Linh? rồi ạ. Dạ. Các bài này nó khá dễ nhưng chẳng qua là nó tính toán cẩn thận một chút thôi. Đấy. Phanh ok, nhờ phanh nghỉ. Cô Nam mệt nghe hiểu không? Đúng rồi mà Nhật, kết quả đúng rồi Nhật ơi. Nhật xem lại với thầy xem nào. 1 phần 2 chứ 1 đúng rồi mà. Ý nhất là hệ số này á, hệ số này á. Hệ số của Linh đúng rồi đấy. Hệ số Linh đúng rồi. Cái này là 1, cái này là trừ 1 chuẩn rồi. Nhật xem lại nhé. Là cùng làm lại với Nhật này. Che cái x cộng 1 thì có x trên 2 cộng 1 đâu. Em thay gì vào? Thay cùng trừ 1 vào. Thay trừ 1 vào thì là trừ 1, thì nó là trừ 1 bằng 1. Đúng không Nhật? Chắc Nhật thay sai à? Thì nghĩ là thay nhầm thôi. Ok chưa? Hệ số của Linh tìm đúng rồi nhá. 1 với trừ 1 đúng rồi. Đấy. Huy ok không Huy? Nào có là băn khoăn gì bài này không nhỉ? Tức là tính như bình thường. Ok. Cái phương pháp che ấy, ở bài này là mình ăn sẵn rồi đúng không? Ăn sẵn rồi. Tức là thầy cho cái mẫu là dạng tích bậc nhất rồi. Nhớ nhá là bằng hàm này này. Về làm bài tập nhớ, chú ý cho thầy. Là nếu bậc tử, nếu bậc mẫu thì phải chia. Chia nhỏ hơn thì dừng. Các hiểu vấn đề không? Nhớ chia nhỏ hơn thì dừng nhá. Đấy là dùng phương pháp che. Cái che của mình chỉ dùng ngang bậc nhất thôi. Mẫu bậc nhất thôi mà không có những kép nhé, nhớ thành như vậy. Bảo ok chứ? Vâng ạ, em hiểu. Rồi, đấy. Thì có gì nhớ luyện tập về tập cho thầy nhá. Không có gì cả. Rồi thì thôi, chào vào lớp. Thì ăn cơm đi. Bye bye.